kinh tế khó khăn các anh chị, nên là đợt trước em giới thiệu cho mình cái lô bò tím thiết kế mà giá 350 một chậu á, anh chị mình rất là thích luôn, nhưng mà anh chị mình ngán tiền nên đợt này em tâm lý hơn, em lựa cho các anh chị nhìn những cái chất cây size nhỏ nhỏ thôi, vừa có vòi nụ nữa, để anh chị nào yêu thích cái màu hoa tím mộng mơ này để anh chị mình sưu tầm nha. Đó, cái cây này là bò tím hàng phi 16 anh chị ha, mà cây đang sẵn vòi nụ vòi hoa vậy cho anh chị luôn nè. Cây cũng lùm đẹp nữa, đang được nhà vườn người ta trồng thang luôn. À, nó chỉ có một ít sơ dừa bên trong thôi, nhưng mà đã thuần một thời gian rất là lâu rồi, rất là khỏe rồi. Cây cỡ vậy là mình làm tác phẩm cũng cực kỳ đẹp luôn. Thì bò tím anh chị mình thấy cái phát hoa của nó nè, màu tím mộng mơ, tím đẹp, phơm hoa to bự ha, và cái lưỡi hoa. Nên là cái anh này là anh chị mình lúc nào cũng yêu thích cái màu tím này hết. Thì hôm nay cái size chậu này thì em lựa được cho các anh chị mình những cây đang lùm mà có vòi nữa. Chậu hầu hết là nó 2-3 vòi đổ lên nha. À, thì với cái chất cây này thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị mình với mức giá cực kỳ yêu thương luôn, 179.000 thôi anh chị. Em bao phí vận chuyển cho mình. Đó, anh chị mình thấy cây cao bự không? 1 gang, 2 gang. Như chậu này em đếm sơ sơ nè, bên đây là 2 vòi ha, bên đây 1 vòi nữa là 3 vòi. Rồi có những chậu nó đang nhú, đang sưng nữa anh chị. À, thì cái lô bò tím này nó sẽ có một vài thân đã từng cắt một vài lần hoa bói ha. Nên là các anh chị mình cứ yên tâm, cây nó không có cùi chìa, nó không củi và lá đẹp như thế này, chỉ có 179.000 thôi và em bao phí vận chuyển. Đặc biệt là anh chị nào mình chốt một cặp thì em sẽ có giá yêu thương hơn, một cặp em bán cho mình 350.000.